Điện máy Công Thành. Tiền thân là một cửa hàng lắp ráp và sửa chữa thiết bị điện tử từ năm 1991. Điện máy Công Thành có hơn 20 năm nỗ lực không ngừng để trở thành một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực điện máy ở khu vực Đồng Nai. Đến với Điện máy Công Thành, quý khách hàng sẽ được thỏa sức lựa chọn các sản phẩm phong phú về chủng loại, ưu việt về tính năng, chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý, chuyên nghiệp và tận tình phục vụ với chế độ hậu mãi về đảm bảo chính hãng tốt nhất. Khẳng định mục tiêu trở thành nhà phân phối và bán lẻ tốt nhất các sản phẩm điện máy khu vực Đồng Nai. Điện máy Công Thành chuyên kinh doanh các sản phẩm điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, các dịch vụ trọn gói về hệ thống âm thanh nghe nhạc và karaoke chuyên nghiệp hiện đại dành cho doanh nghiệp và các gia đình với mức giá hợp lý. Điện máy Công Thành luôn mong muốn đem đến cho quý khách những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, sản phẩm công nghệ số và trang thiết bị nội thất của người dân ngày càng cao, không ngừng mở rộng và đáp ứng nhu cầu mua sắm của tất cả quý khách. Hiện nay, Điện máy Công Thành tự hào là đối tác kinh doanh và phân phối của các thương hiệu điện tử nổi tiếng trên thế giới như Sony, Samsung, LG, Sharp, Toshiba, Hitachi, Aqua, Panasonic, Alaska. Đến với Điện máy Công Thành, quý khách hoàn toàn yên tâm với các sản phẩm chất lượng cao, giá thành sản phẩm được công khai niêm yết theo quy định của các nhà sản xuất. Với đội ngũ tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp, mang lại cho khách hàng một cảm giác an tâm khi mua sắm tại Điện máy Công Thành. Chúng tôi còn có những ưu đãi bất ngờ, cũng như quà tặng hấp dẫn dành cho những khách hàng thân thiết, may mắn khi sử dụng dịch vụ. Không dừng lại ở đó, đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Dịch vụ giao hàng và lắp đặt thiết bị tận nơi cho khách hàng cũng được chú trọng không kém. Mục đích đem lại sự hài lòng cho tất cả những khách hàng, từ việc tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp, đến khi sản phẩm được kiểm tra, lắp đặt, đi đôi với việc hướng dẫn sử dụng, để sản phẩm có thể đạt được công suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ của thiết bị, chính là trách nhiệm to lớn của chúng tôi. Với sứ mệnh mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho nhiều tầng lớp khách hàng khác nhau và đem đến sự hài lòng cho khách hàng dựa trên triết lý tận tâm phục vụ, Điện máy Công Thành hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để có thể trở thành thương hiệu điện máy uy tín với những sản phẩm, dịch vụ điện máy tốt nhất, những sản phẩm vượt bậc trên thị trường lĩnh vực điện máy, và tiếp tục phát triển thêm hai chuỗi hệ thống tại khu vực Đông Nam Bộ trong một tương lai không xa. Điện máy Công Thành, tận tâm phục vụ.